Con có một thắc mắc, không biết có phải là trì chú niệm Phật nhiều nên thời gian gần đây tất cả mọi việc trong quá khứ hiện ra như một cuốn phim, và làm cách nào để quá khứ không hiện về nữa, để tâm không còn phiền não nữa à? Cái vấn đề của quý vị là quý vị đang thực hành sai. Thì bỏ đi. Đừng có trì chú niệm Phật theo cái cách mà quý vị đang làm nữa, tại vì cái cách mà quý vị đang làm á là đang làm sai. Thì bỏ đi. Đừng có thực hành theo cái cách sai lầm đó nữa. Một cái lời khuyên của sư là nên tập như thế này nè. Nhắm mắt lại ha. Nhắm mắt lại, hiện ở trong đầu ấy một cái chữ buông thôi, buông. Rồi ngồi như thế nào cũng được ha, ngồi, nằm, thả lỏng người ra, thả lỏng ra, cứ nghĩ trong đầu giữ một cái chữ thôi, buông, 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 buông. Bất kỳ cái gì nó hiện lên trên đầu quý vị cứ buông. Bất kỳ cái gì mà quý vị nhớ lại, buông. Bất kỳ cái lời nói nào quý vị nghĩ tới, buông. Bất kỳ một cái hành động nào quý vị nhớ tới, buông. Thả lỏng ra, thả lỏng ra. Trong đầu giữ một chữ buông cho sư thôi, buông. Buồn, buồn, ha. Thường xuyên thực hành như vậy. Khi nào mà quý vị cảm thấy là nó nặng nề, nó mệt mỏi, nặng nề mệt mỏi, cứ thả lỏng ra, nghĩ một chữ như vậy, cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc mình đi, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, buồn, buồn, buồn. Buồn, buồn hết đi. Đó là cái bước đầu tiên, một cái bước cần phải thực hành. Đương nhiên là sư biết là cái người hỏi này quý vị sẽ có rất là nhiều những áp lực ha, rất nhiều nhiều những cái quá khứ mà đau thương không muốn nghĩ tới, thì cứ nghĩ trong đầu như vậy đó. Rồi những cái chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện công ăn, việc làm mà nó áp lực quý vị cứ ngồi cứ thả lỏng. Thả lỏng, cứ ngồi, ngồi duỗi chân ra, duỗi chân ra, ngồi y như quý vị ngồi gì coi coi phim, ngồi luyện phim chưởng vậy đó. Cứ ngồi thoải mái, lựa tư thế nào thoải mái thôi, thoải mái, thả lỏng cơ thể ra, buồn, cứ như vậy. Còn cái phương pháp cũ á, niệm Phật kỳ chú thì để qua một bên đi, tại vì quý vị đang thực hành sai lầm rồi ha. Và nên vun bồi cái trí tuệ, tại vì có khi á cái sự hiểu biết của mình ít quá, cho nên là mình ít có sự lựa chọn. Ví dụ như mình gặp những cái vấn đề rắc rối đấy, mình khó lựa chọn, rồi mình cũng không biết là mình phải làm cái gì, rồi mình cũng không có nghị lực để mà mình quyết định. Có đôi khi mình biết cái chuyện đó là nên làm đó, mà mình không có đủ nghị lực để mình làm. Thành ra thì sư khuyên là nên học những cái lớp kinh tạng để vun bồi cái kiến thức của mình ha. Thì từ từ quý vị sẽ có cái chánh kiến, quý vị hiểu tu như thế nào, thực hành như thế nào đó, để nó thay đổi, nó cải thiện các cái vấn đề của mình ha. Còn không biết học ở đâu á thì trên cái kinh của sư đó có những cái danh sách như là lớp Phật pháp nền tảng, lớp kinh hạnh phúc, lớp kinh pháp cú, thì cứ mở mấy cái đó ra để mà học, để mà trao đổi ha.